Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phong phú thị trường quà tặng cho trẻ em ngày quốc tế thiếu nhi. Trồng khoai lang cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Minh Hóa tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Thưa quý vị và các bạn, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là ngày đặc biệt đối với các em nhỏ, là dịp để các phụ huynh thể hiện tình cảm của mình dành cho các con với những món quà vô cùng ý nghĩa. Chính vì vậy, những ngày qua, thị trường quà tặng cho trẻ em nhân dịp quốc tế thiếu nhi đã bắt đầu sôi động. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn thành phố Đồng Hới. Tại các siêu thị, cửa hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Đồng Hới, những ngày này đã tấp nập nhộn nhịp khách hàng đến mua quà cho con em mình nhân dịp lễ quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Những mặt hàng được khách lựa chọn chủ yếu là búp bê, xếp hình Lego, lắp ráp máy bay, ba lô kéo. Mùng 1 tháng 6 năm nay thì tôi quyết định mua tặng cho cháu và bố cơ vua với mong muốn là những cái trò chơi như vậy sẽ giúp cho cháu phát triển tư duy tốt hơn và sẽ làm cho cháu có những cái trò chơi lành mạnh phát triển về tư duy cho cháu. Năm nay tôi sẽ lựa chọn cho con tôi là bộ xếp hình Lego để cho con tôi chơi, là để mở mang kiến thức phát triển trí tuệ cho trẻ, để tránh xa những trò chơi bạo lực như là súng đạn. Bên cạnh những mặt hàng đồ chơi quen thuộc, các sản phẩm quần áo thời trang dành cho trẻ em với mẫu mã và thiết kế đa dạng cũng được các bậc phụ huynh lựa chọn khá nhiều. Để thu hút khách hàng đến mua sắm trong dịp này, các siêu thị, cửa hàng thời trang trẻ em đã chủ động mở những chương trình giảm giá, tặng quà và khuyến mãi. Các sản phẩm thời trang năm nay thì theo xu hướng thị trường và theo xu hướng thời trang của năm 2018 đa dạng về mẫu mã và phong phú về chất liệu, nhưng chủ yếu các sản phẩm của Kiko Love Set chất liệu đó là cốt tông thoải mái, có dàn 4 chiều cho nên thoải mái cho trẻ khi vận động. Còn về giá cả thì các sản phẩm của Kiko Love Set năm nay chỉ ở mức ổn định và có giá trung bình, vì vậy người tiêu dùng có thể mua và sử dụng được. Các mặt hàng quà tặng trẻ em hiện nay rất phong phú và đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Điều này giúp cho các bậc phụ huynh có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng nên cân nhắc lựa chọn các cửa hàng uy tín trên địa bàn và sản phẩm an toàn, chất lượng để những món quà cho các bé nhận được thực sự bổ ích và ý nghĩa. Tối qua, ngày 30 tháng 5, tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đồng Hới đã diễn ra lễ khai mạc hội thao Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam lần thứ 6. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới vinh dự được đăng cai tổ chức hội thao. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đồng chí Trần Thiên Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam. Tham gia hội thao có 12 đoàn với 250 vận động viên thuộc các địa phương thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Vinh, Sơn La, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Lạt và Quảng Bình. Trong thời gian 3 ngày, tại các điểm thi đấu bể bơi thành phố, sân vận động tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đồng Hới, các đội sẽ tiến hành thi đấu ở 7 nội dung bao gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, bóng bàn, cờ tướng và bơi lội. Hội thao của Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam là một hoạt động truyền thống được luân phiên tổ chức hàng năm ở các địa phương. Đây là cơ hội để các đơn vị trong hiệp hội được giao lưu, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể dục thể thao của cán bộ công nhân viên và người lao động trong các đơn vị, tạo không khí sôi nổi, hăng say trong lao động sản xuất, kinh doanh. Giải bóng đá dành cho học sinh vừa được trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Đồng Hới tổ chức đã thu hút sự tham gia của 12 đội bóng với hơn 80 vận động viên là học sinh các khối lớp 4 và 5. Giải thi đấu theo hình thức phân bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, hai đội có thành tích tốt nhất vòng bảng giành quyền vào vòng bán kết. Sau gần một tuần thi đấu sôi nổi, hào hứng, các đội nam nữ xuất sắc nhất đã giành quyền vào chơi chung kết và cống hiến cho khán giả, các vận động viên nhí những pha bóng hấp dẫn và kịch tính. Tại lễ tổng kết, ngoài cúp vàng dành cho đội vô địch, các nội dung, ban tổ chức đã trao giải nhì, giải ba, giải cầu thủ và thủ môn nam nữ xuất sắc nhất. Thực hiện chương trình tháng công tác nhân đạo năm 2018, hôm qua, ngày 30 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Trạch tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho em Lê Khánh Huyền ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch.
Em Lê Khánh Huyền sinh năm 1998, mồ côi cả cha lẫn mẹ, một mình lao động để nuôi hai em ăn học, trong đó em trai bị tật câm điếc bẩm sinh, mất khả năng lao động, em gái đang học lớp 7. Cả ba chị em phải sống dưới ngôi nhà đã bị xuống cấp. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của em, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quảng Trạch đã trích nguồn quỹ nhân đạo của hội 20 triệu đồng để hỗ trợ, đồng thời phối hợp với báo Quảng Bình kêu gọi mọi sự đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân cùng với họ hàng, bà con xây dựng ngôi nhà kiên cố cho các em. Ngôi nhà có diện tích 60 m² với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân đạo ý nghĩa giúp các em vượt qua mọi khó khăn, ổn định được cuộc sống để tiếp tục lao động, học tập. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối về một số thông tin đáng quan tâm khác. Trồng khoai lang cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Minh Hóa tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, trồng khoai lang lấy củ cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Đó là kết quả thu được qua mô hình trồng khoai lang Hoàng Long trên đất canh tác lúa kém hiệu quả ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy. Mô hình được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Lệ Thủy thực hiện vào vụ đông xuân 2017-2018. Mô hình trồng khoai lang Hoàng Long được thực hiện với quy mô 5 ha tại thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy và hợp tác xã Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Tổng số hộ tham gia là 104 hộ. Sau gần 4 tháng trồng và chăm sóc, mô hình cho thấy giống khoai lang Hoàng Long sinh trưởng và phát triển phù hợp với đất cát pha tại các địa điểm thực hiện mô hình. Năng suất thực thu khá cao, từ 14 đến 18 tấn trên 1 hectare. Sau khi trừ chi phí sản xuất, trực tiếp cho lợi nhuận hơn 75 triệu đồng. Xác định công tác bảo vệ rừng hết sức quan trọng trong thời điểm mùa hè nắng nóng. Vì vậy, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn đang tích cực phối hợp tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Thị xã Ba Đồn có 6.228 ha đất rừng, trong đó có 2.145 ha rừng tự nhiên, 2.375 ha đất rừng trồng và 1.700 ha đất chưa có rừng. Để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, thị xã đã thành lập 10 ban chỉ huy bảo vệ rừng và 26 tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 229 người, thường xuyên bám nắm cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng khi có tình huống cháy xảy ra. Hiện nay đang là thời điểm nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Vì vậy, thị xã Ba Đồn đang tập trung triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy, trong đó chú trọng vệ sinh rừng, xử lý thực bì, tạo vành đai an toàn, ngăn cách khi có cháy xảy ra, đồng thời tăng cường quản lý nguồn lửa trong rừng, hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả cơ quan chức năng huyện Minh Hóa đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác đá làm vật liệu xây dựng, nhằm đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Xác định công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khai thác đá làm vật liệu xây dựng là nhiệm vụ cần quan tâm thường xuyên. Các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường tới các đơn vị doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị bảo vệ lao động, cho công nhân tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Để mà đảm bảo mà có như là cái hoạt động của doanh nghiệp được bền bỉ thì thứ nhất là như cái vệ sinh môi trường là đặt lên hàng đầu. Đơn vị thì cũng là đảm bảo thực hiện theo hồ sơ thiết kế hàng năm tập huấn cho công nhân để đảm bảo cái an toàn lao động. Rồi trang bị bảo hộ lao động, rồi dây thắt lưng, rồi là dây bảo hiểm. Cho nên trong mấy năm vừa qua là cái việc mà an toàn lao động là đơn vị chúng tôi là chấp hành tốt. Đội ngũ công nhân ở đây có nhiều tổ xe máy, tổ khoan nổ mìn và tổ bảo vệ. Thì mỗi tổ thì anh em công nhân đều có là về lĩnh vực chuyên môn riêng, có đào tạo về bằng cấp. Vừa nhận được quy định, riêng tôi là văn thanh chỉ huy nổ mìn, chịu trách nhiệm trong vấn đề là bảo quản lý vật liệu nổ, và sau khi phát cho công nhân là phải luôn luôn giám sát và chỉ đạo về, đặc biệt là về vấn đề an toàn cháy nổ, về nguyên lý vật liệu nổ mình phải am hiểu. Bởi vì các đồng chí là khoan nổ là cũng đi học trường rồi, nhưng mà đôi khi mình cân nhắc, ví như khoan leo cao là mình phải nhắc nhở là dây bảo hiểm, và trong của quá trình mà khoan nổ mìn thì đặc biệt là kíp điện mình phải luôn luôn là thận trọng.
Hiện trên địa bàn huyện Minh Hóa có hai doanh nghiệp đang hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng vật liệu Liên Hương ở thôn Tân Tiến, xã Hòa Tiến và công ty trách nhiệm hữu hạn Liễu Lựu ở thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa với tổng công suất khai thác hơn 75.000 mét khối trên một năm. Để kiểm tra chặt chẽ và không để xảy ra tình trạng khai thác và kinh doanh khoáng sản trái phép, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan tới khai thác khoáng sản trên địa bàn. Những năm vừa qua thì riêng phòng thì đã phối hợp với Sở Tài nguyên thường xuyên kiểm tra của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thì qua kiểm tra thì đa số các đơn vị khai thác trên địa bàn thì thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình khi được đào giao thuê đất và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Thời gian tới thì phòng sẽ tham mưu cho huyện các văn bản quy định để thường xuyên và phối hợp với Sở Tài nguyên và địa bàn quản xã để thường xuyên kiểm tra trong công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Thứ nhất là đảm bảo cái khai thác có đúng cái vị trí và đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường. Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác đá, nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 31 tháng 5 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 62 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m.